kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau một năm thời tiết có nhiều biến động, hôm nay, ngày cuối cùng của năm Canh Tý, thời tiết trên cả nước đều chuyển tốt, thuận lợi cho các hoạt động của người dân. Trong đêm nay, đêm giao thừa, ở miền Bắc trời không có mưa, nền nhiệt của thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng là mức nhiệt thấp nhất trong ngày ở khu vực vùng núi phía Bắc, phổ biến từ 13 đến 15 độ, còn ở vùng đồng bằng là 16 cho tới 19 độ, trời rét nhưng không buốt. Sang đến ngày mai, ngày đầu tiên của năm Tân Sửu, Bắc Bộ trời có nắng về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành ở phía Tây có xu hướng cao hơn phía Đông từ 2 đến 3 độ, phổ biến ở ngưỡng là 24 đến 27 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ là từ 21 tới 24 độ. Thời tiết của đêm giao thừa ở miền Trung cũng khá thuận hòa. Sang ngày mai, ngày đầu tiên của năm mới, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, buổi sáng trời nhiều mây nhưng đến trưa và chiều thì cũng có nắng và nhiệt độ tăng lên mức là 23 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ trong khoảng là 27 cho tới 30 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết đêm giao thừa cũng rất đẹp, không có mưa. Tây Nguyên với đặc tính địa hình thì nhiệt độ đêm giảm còn ở mức là 17 đến 20 độ, trong khi ở Nam Bộ là 22 cho tới 24 độ. Sang ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có nắng nhưng không mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ, còn Nam Bộ là 31 cho tới 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, trên hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình, tình trạng biển ổn định. Ngoài ra, trời phổ biến không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng. Thời tiết nhìn chung ủng hộ cho các hoạt động chào đón năm mới của người dân trên hai huyện đảo. Như vậy, trong thời khắc giao thừa và ngày đầu xuân năm Tân Sửu, thời tiết trên phạm vi toàn quốc nói chung khá thuận lợi, phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày. Hy vọng trong năm tới sẽ là một năm mưa thuận, gió hòa, một năm ấm no và ngập tràn hạnh phúc đối với mọi người dân trên lãnh thổ Việt Nam. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 30 Tết của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.